Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Bình Vương trở về làm bảo an siêu cấp tập 1/10 lính phố bộ này phòng mô tả nhé. Kim sao mày lại ở đây? À, xin lỗi em sai rồi, đừng có giết em. Mấy cái chuyện gì thế? Mau nói đi, sao mày lại ở đây? Lý do em ở đây là vì anh đã diệt Sơn Khẩu Tổ. À, đừng lời nói. À, vì thế em mới đến chỗ vừa tìm mới thôi. Thiêu ta đến. Hồi đến rồi. Hồi hỗ trợ sĩ quan ngứa hòm thiêu ta. Cá điền trên nhất. Đại nhân cuối cùng đã tới rồi. Đại nhân, người đến chính là vinh quang chứ già tiệt. Lên một xã hấp trưởng không còn vậy thế. Chứ đến xem là đi thôi. À, một tùy đã xuất hiện rồi. Đại nhân là ông ta. Sao tối nay hắn đến thế? À, đại nhân à, thiếu ta đến tham gia dự hội là vì một vị khách quý bí mật. À, đại minh tinh đã tới rồi. Đến rồi đó. Hả? Sao lại là mấy? Kim Hân Nhi. Sao Mỹ lại đến đây nhỉ? Cô ta chính là cái vị khách bí mật tối nay. À, đại minh tinh, để cô đã lù. Thiếu ta quân bộ đến là vì Ninh Hân Nhi. Đúng vậy. Tìm đi. Cái nét mặt này là sao đây? Thì anh ta là fan cuồng của Ninh Hân Nhi, đến tham gia dự tiệc trước đây. Thì Sơn Khẩu Tổ từng dự tính là bắt Ninh Hân Nhi giao cho anh ta, nhưng mà thất bại. Hắn mang quá nhiều người, phải nghĩ cách môi tình báo mới được. Ui, đại nhân à, không có gì thì em qua đó đây nha. Hả? Thì ra bọn mày muốn bắt Ninh Hân Nhi bạn ta sao? Thì bố mày đã lâu rồi. À, đại nhân xin lỗi, em không biết là Ninh Hân Nhi là bạn anh. Cho mày một cơ hội đấy. Thối công chùa tuổi, giúp tao hẹn thiếu tá quân bộ. À, vâng đại nhân. Trực giác của cụ ta đúng là đáng sợ. À, vị tiên sinh này quen mà thế xin hỏi. À, tôi là một vị ở chào ngôi sao lớn. Một vị à? Tôi thấy không phải. Hay là anh đang chấp nhận hai nhiệm vụ? Có cần tôi phối hợp không? À, không cần, em giúp em tránh xa một tí là được rồi. Makajaru. Ôi, mấy tướng thiếu tá bọn tàu người thường muốn gặp lại gặp sau. Đúng là thất bại mà. Tên thiếu tá Nhật Bản này không đơn giản. Thì ra mục tiêu của anh ta là anh ta sao? Ôi, xem ra phải dùng phương án khác rồi. Để em đi giúp anh nhé. Nè, nên thằng gì à, em làm cái gì đó, không phải đùa đâu, trở lại đi. Xem ra cũng không được rồi. Sự trung thành của quần nhân là khó dao động. Có được. Tôi muốn gặp thiếu tá của các anh. Chắc là họ đã phát hiện ra để cho mình qua câu giúp tôi. Lộ ra là hết cách rồi. Phải dùng cái quạt bờ. À, được. Rồi, có. Cô nên muốn gặp anh thì anh rất là vinh hạnh rồi. À, do mày có xứng là quân nhân hay không vậy? Thiếu tá, hai người chúng ta lên lầu nói chuyện. À, được. Cẩn thận. Rõ rồi. Lầu 2. À, cô nên càng ly. Chị tá, chúng ta ở đây không bận vì gì sao? Chuyện của anh là cơ mật, cô nên đừng hỏi. Xì, giả bộ nghiêm túc nữa chứ. Ây chà, căng thẳng rồi. Cái tên Lý Nhất Phi. À, có rồi. Chị tá, nói với anh nói cho tôi nghe một chút. Thì tôi có chuyện này rất thú vị đấy. Yên tâm đi, tôi không nói với ai đâu. Úi. À, vậy nên Hân Nhi à, đã làm cái gì thế chứ? Lỗ mắt ra rồi. Nói cho người ta biết đi mà. Nói ra chỉ có tưởng. À, được, tôi đến tham dự một giáo dịch tình báo gần đây. À, tôi nói rồi đã hết. Bắt đầu được rồi chứ? Qua đi. À, nên Hân Nhi đến làm cái gì vậy? Hân, anh đến đây. Ý da. Đừng vội chứ thiếu tá. Anh nói thêm nữa đi. Ôi, anh thích nhất là tật trắng đấy. Anh nói, anh giao dịch một tình báo cơ mật của họ hạ ở một xưởng bỏ hoang. Anh nói nữa rồi, em từ đây là của anh. Sao cứ phải làm chuyện nguy hiểm thế này chứ? Không lẽ anh đang ghen? Làm gì có, em nghĩ nhiều rồi. Nghĩ nhiều, anh quên là trực giác của em rất chuẩn sao? Anh đó vẫn y như là trước đây. Trong ngoài thì bác nhất. Vài năm trước ở sân vận động, Sao anh gọi đây? Đã nói là không cần anh theo rồi mà. Tôi không cần cái chó theo sát tôi. Con vợ của tôi đã đủ rồi. Tôi tới lệnh cấp trên đã bảo vệ cô, và xin cô chú ý lời nói cư chị. Chuyện tối qua anh đã làm tôi không quên đâu. Là dù cô mất đầu trước mà, tóm lại là đã bị đuổi rồi. Tôi xin nói với cấp trên của anh. Anh đi đi. Đây rồi, câu này là cô nói đi nhé. Tiền nhận chịu trách đi. Tuy lúc đó mặt anh mặc áo chống đạn không sao, nhưng sự dũng cảm đó đã làm em không quên được giọng núi này. Là xem ra đã xảy ra chuyện rồi. Từ thanh kiếm tới mộc linh, từ sâu có dáng vẻ là thế. Ở đây là đâu? Các người là ai? Chuyện gì thế? Linh tử sao thế? Còn lại thì tôi quên mất. Linh tử khi ăn nắm thì người ngố sẽ biến thành hình dáng thiên nữ. Xin lỗi một vì chúng tôi quên mất chuyện này. Nắm đuôi gì thế? Này bọn kia, thiếu tá của người ta đâu? Không xong rồi, chạy mau đi. Ui bọn người đứng lại, mau đi tìm thiếu tá. Đây đúng là mạo hiểm sao? Phía bên ngoài tạm thời đã thoát họ rồi. Mạo hiểm khi làm gián điệp đúng là cái tích tật đấy. Ui các người là gián điệp sao? Đừng có qua đi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Một diêm thánh sao lại trở thành nữ sinh thế này? Đúng là chưa quen được. Không, bọn anh là người tốt, cái đám lính lúc nãy mới là người xấu. Thật sao? Đi, bọn anh ở đây đợi em. Em phải đi nhà vệ sinh. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Nếu như chúng ta bị phát hiện thì tính sau đây. Đi đã Nhất Phi à, tuy hai ta chút mới quen thôi, nhưng mà phải làm vào lúc này thì rất là muốn. Chúng ta đi. Linh tử con chú về mà. Vậy thì đi tìm cô ta. Nhìn xuống, bọn này qua đó tìm rồi, chắc chắn là chưa đi xa đâu. Úi Nhật Phi không xong rồi. Lát nữa chúng ta sẽ đột phá nên họ nhị đừng ồn. Úi thì toan rồi. Nên họ nhị em. Ôi Lê Tử à, đừng lên tiếng, anh không có ý đâu. Em phải tin anh. Anh không nhìn thấy gì cả. Cái đồ lù manh ở bên đó. Cả người đứng lại. Cuối cùng đã tóm được rồi hả? Bọn mày phải gánh hậu quả khi trâu đùa tao. Mày thực ra lại bật à, lại dám nói chuyện với thiếu tướng như vậy. Hồi đúng là buồn ngủ mà. Có kẻ đưa gối thì tao đang buồn không tìm được nơi mày tự tìm tới. Xem ra tao dùng chút võ lực thì mới khóa được cái mồm của mày à. Tao cầm xong rồi, tránh không được rồi. Chỉ còn nhờ vào Lý Nhất Phi. Cô Ninh, mong em nhịn một lát đi, anh sẽ cứu em khỏi tay ác ma. Ở chìm ra hắn hoàn toàn không biết mình hợp mưu với Nhất Phi. Xin chị giấu. Công khá đi. Quả nhiên thế công của hắn rất mạnh, nhưng tốc độ bình thường vấn đề không phải ở đây. Đúng là rất khó để đột phá vùng vậy. Có binh sĩ cầm súng, một mình thì không vấn đề, nhưng mà vấn đề không thể được dẫn hài mấy thổ thần. Vì thế đành phải nghĩ cách. Dạ thiếu tá. Không sao cả. Anh không sao. Ui đã sưng thành cái đầu héo rồi. Thượng úy Minh Vương. Đi là Kiếm Cán Quyền. Đám này đến ta ngạnh khí công của mình. Thiếu tá này đúng là không đơn giản. Kiếm Cán Quyền chấn nát cả ngành khí công của mình sao? Nhưng mà lúc nãy đã nắm được bí quyết đã thắng rồi. Tay cầm thì cầm chắc chiến thắng rồi. Nổ một kiếm cái quyền, bát quái quyền. Đây là bọn mày đừng có qua đây. Thả chút thiếu tá của bọn tao ra. Mà tao đi bắn đi, dũng sĩ ngơ họng không chịu chết. Quả nhiên là phải dùng tới cái đó rồi. Chết tiệt mà, xem ra phải dùng tới cái này. Đạn lóe. Hả? Người đâu? Nè đứng lên đi. Bọn mày giao dịch gì nó màu? Quân nhân bọn tao không sẽ chết. Mày có bản lĩnh thì lấy ra đi. Vậy thì đừng trách tao nha. Các em lùi xuống đi. Tiếp theo sẽ đổ máu đi. Đừng trách tao đi nha. Đi đây là đi. Tao chứ không thỏa hiệp đâu. Tao nói rồi. Địa chỉ giao dịch gần đây tao dẫn mày đi. Nói sớm thì cái đầu có sao. Nhật Phi à, anh Lý đèn ló mắt ở đâu ra thế? Là anh Lý trộm của hắn lúc đối quyền thôi. Ôi bộ này kinh thật. Nhật Phi lợi hại tao đấy, không hổ danh lành. Công tạm. Bên này cho cái gì? Lần giao dịch này cần khổ cho cái gì rồi? Đây là tiền các gì còn. Cố tiên sinh. Thì tá Quan Thịnh khách sáo rồi. Tên tình báo của Hà lần này cái gia chúng tôi rất là vừa ý với cái giá quý quốc đưa ra. Ấy chị chà, vốn tình bạn của chúng tôi với cổ gia được lâu dài. Đúng là gia tộc bại hoại mà. Bạn đứng cơ một quốc gia mình. Nhưng như vậy thì càng tốt cho bọn tao. Thôi không xong rồi. Có người đến vào đây, hắn đã ở bên ngoài. Đừng lại nếu không tao bắn. Lợi là bọn khốn ở cục quốc an à. Thì tá, giao dịch xong thì chúng ta rút thôi. Được rồi, còn lại cái giờ cho chúng tôi. Cái gì? Quốc gia hưởng phế trong hôm nay thì chúng ta giết kẻ lợi phạm với tình báo. Bẩn. Mày đừng có qua đi. Vì một đào chém đứt cả đạn. Mày có phải là người không? Nhất Phi không sao chứ? Không sao. Ôi đúng là gờ gớm. Dám hỏi mày tên họ là gì? Tao là Kim Mừng. Đến lấy thứ thuộc về tao. Cái gì? Mày là Kim Mừng? Tao tưởng lại thì ra là cái thằng chi nà. Mày có biết là tình báo này của bọn của người của bọn tao bán cho tao không? Giao ra thì tao chết cho mày. Xin lỗi nhé, là có một tao vừa rời đi. Tao hứng thú với đầu của mày hơn. Đúng là có phản đồ bạn đứng à. Bọn mày thì làm được cái gì? Thế nào thì cũng sẽ như là trên đây thôi. Bị bọn tao xâm nhập sớm nên đầu hàng cùng hướng vinh quang đại đồng á. Không thì bọn tao sẽ đến bại mày lần nữa. Mày nhắm đủ chưa? Tao thích ánh mắt của mày. Chịu chết đi. Mày có thể tiếp được mấy chiêu của tao. Đại đồng hóa. Sau đó thì sao? Cũng bị cường giới đến bại. Mày làm tỳ xài của nước mạnh mới là hạnh phúc nhất. Đợi cái dòng dài nữa đến đi nào. Nói tới cùng thì cũng là im mạnh hi biêu. Thiên cực lộ thống thủ đạo. Thiên cực lộ là đệ nhất võ thuật. Tao sử dụng nó để đập tại cái sự kiêu ngạo của mày. Tốt. Ê. Hả? Đừng không thủ đạo cái quỷ gì thế này. Sao cơ? Chết tiệt. Mày làm gì biết không thủ đạo chứ? Cơ cấu của tao được thay đổi rồi. Chỉ cần dùng có thể chiến đấu thì là không thủ đạo rồi. Không thủ đạo cái con mẹ không mày. Cứ phòng ngừa mãi thì không phải là cách. Bị bắn trúng thì không phải đùa. Thứ tấn công xem sao. Cút ra. Chuyện gì thế này rõ ràng là trúng nó rồi. Lại có luồng điện. Đó là gì thế? Hả? Đây là cơ thừa mấy. Không ngờ tao cứ cơ thừa mấy chứ gì. Cơ thừa mấy. Chuyện gì thế này? Đúng vậy. Đây là khoa học kỹ thuật vô địch của nước Ngựa Hồng. Pháo nhiên liệu và lo hồ quang. Với y năng này thì mày làm cách nào mà thắng được tao đây? Kim Mừng tiếp chiêu. Tí dời tay không xong rồi phải nghi cách tôi. Mày có bản lĩnh thế tôi à? Mày muốn chạy đi đâu? Cương thiết phi quyền. Tao sẽ mày đỡ được mấy đồ. Dám chủ động chồng tay vào à? Mấy tim chết, chịu chết đi. Kim Mừng. Cái gì? Sao mày không bị gì? Vậy tao đã lấy dây cách điện đấy, vậy mà lại không vấn đề gì sao? Chân không, thằng ngu. Bác quá chuẩn. Tức thì phung, tu dỗ. Chúa tiệt, đã đánh không lại mày thì tao chỉ có cách tự nổ năng lượng hồ hoàng sẽ làm mày chết chung. Thiên hồn bị hạ giả tuy. Cút mày. Mày nhớ lấy Lý Nhất Phi. Mấy mốt trả lời câu hỏi của tao, tin báo đầu. Coi mồm đi. Dông, đã có sĩ dông nước ngứa hồn sao có thể phán bội quốc gia. Tao sẽ kéo mày chết chùm. Năng lượng hồ hoàng xâm nổ và dòng xung quanh sẽ thanh bình địa. Đồng bọn của tao sẽ thấy vụ nổ và họ sẽ cảnh giác. Chịu chết đi Kim Mừng. Thiên hoàng giảng túy. Chết rồi tính sau đây. Giết gì? Tiêu rồi, bị dây cán lại cái lò hồ quang, không phát nổ được. Nói mày giao tình báo cho ai gì? Mày đùa à? Tao là dũng sĩ ngô hồng, sao lại phản bội chứ chi nắp bộ mày? Rút ra rồi. Chết, lại sắp nổ. Dạ, lại bị cấm vào rồi. Thật ra là mày muốn gì? Nói như không nói thì tao sẽ cho mày thử cái loại cái cảm giác chết hết lần này tới lần khác. Quỷ mà quỷ, đúng là má quỷ. Tình huống gì thế này? Thì đó là thế à. Tao giao tình báo cho thiên tai của bọn mày và nó đang ở tàu tuần tra cờ bờ biển. Bờ biển? Tàu bờ biển à? Xem ra lần này tao phải lên thuyền à. Con tìm được bóng rồi nè, chơi tiếp nhé. Cô gái của cha thông minh thật. Báo cáo tin báo đã đưa tới. Xin lỗi cô gái yêu, không chơi được với con rồi. Theo như miêu tả thì đầu lĩnh của chúng thì anh nhận ra. Hắn là thiếu tá lục quân sinh ra ở Bồ Ma Quang, người cấp cao của hải quân Nhật, từng hoàng gia nhiều vụ mưu sát Hoa Hạ. Nghe qua có vẻ hết là người xấu. Đúng vậy. Ở tiểu đội trước đây vẫn luôn tìm cơ hội giết hắn đã vài lần và đợi hắn chỉ thoát. Trước đây anh đã đợi hắn thoát ư? Tên này rất là xảo quyệt, lần nào cũng tìm cơ hội để trốn thoát. Hắn là một con sói của lục quân. Mạch sắc ngần làng anh một phòng. Chúng ta xuất phát đưa tình báo về tổng bộ hải quân này nào. Chúng ta tới rồi. Được rồi, anh có một số việc còn phải nói với bọn em. Hai em ở đây đợi anh lên thuyền. Sao cơ, anh muốn bỏ bọn em lại sao? Không phải, nhưng mà lần này không đùa đâu. Còn phải lên thuyền một cách bí mật. Tàu tuần tra trên biển không đùa được đâu. Đi rồi, anh đi đây. Ninh Hân Nhi à, em qua đây một lát. Em, quỳ không lẽ Nhất Phi muốn. Nếu Nhất Phi muốn. Không sao đâu Nhất Phi à, anh muốn làm gì thì làm nhanh lên. Ý da, đầu quá. Em đã nghĩ cái gì thế? Tiếp theo chúng ta đợi ở đây là được rồi. Ui, cũng muốn làm cái gì thế? Con đã hết cũng làm gì vậy? Theo như tụi lên thuyền thì cũng mạo hiểm nào. Nào, nếu như không thì chúng ta tiếp tục véo đi. Cái gì? Ôi, được rồi, ta đi với cô là được. Xem ra, vẫn còn lén vào mà không ai phát hiện. Là thật, mình rõ ràng nghe thấy tiếng động trước cửa mà. Xin chào cô, có ai không? Mình vào bị phát hiện không thể nào. Có một quân nhân nói là đợi cha ở trong phòng thuyền trưởng vì cha sắp đi. Vì thế mình phải âm thầm theo lên thuyền, không cho cha biết. Mình muốn ở cạnh cha lâu hơn một chút. Phòng thuyền trưởng à, chợt tiếng đi thòi réo. Lúc nãy rõ ràng có âm thanh gì mà. Bên này là kiện cuối cùng rồi, chơi vào đi. Lén vào thành công. Ôi, chúng ta làm như thế này có nên không? Gặp cái địch thì làm sao? Tin tôi đi, tí đối là không sao. Ôi, đừng sợ, tôi có cách mà. Đến rồi đó. Vì tiếp ca, em được thiếu tá mời tới đây để phục vụ anh trong đêm dài văn vẽ. Tuyệt vời. Quỳ to quá. Thành công. Đúng là có cành gái. Đến lượt cô rồi đó, mau đi. Ui cha, ngã đầu quá. Ôi, anh dìu người ta lên có được không? Ôi anh đến đây. Ví đừng. Linh à, Linh Tư làm dội lắm. Sau này con lấy được ai nữa đây? Có người tới. Tại sao là không lấy ai được nhỉ? Nè cô xem, là thiếu tá đó. Là cái tên cầm đầu à? Lần này để tôi Linh Tử xem ra, xem mà học hỏi nè. Suối cà. Ồ em lại. Anh muốn vui vẻ không? Trong phòng của thiền trưởng. Quý giải quyết xong, đã lấy được tình báo thành công. Tí thời đấy không gặp anh một phòng. Hả? Trước bỏ tóm được mày rồi. Mày lại thế. Mày là ngân sắc Bạch Lan à? Ngân Lan à? Ta chỉ là lấy được đồ của nước ta mà thôi. Hồi Lý Nhất Phi có bọn em. Sao bọn em lại bị bắt ở đây? Thì bọn em là cho anh nên leo lên thuyền, muốn dùng danh sách dụ hắn nhưng mà thất bại. Quân nhân không biết sức đẹp thấp kém mơ hoặc. Anh Mộc Phòng, thiếu tá Ngư Hồng 24 mình vừa gặp hết biên hiệu là ngân sắc Bạch Lan, tham gia nhiều hoạt động khủng bố, trực tiếp diễn chích hơn trăm người tham gia giao dịch tình báo, đã thực hiện bao nhiêu là tội ác. Ngân sắc Bạch Lan, cuối cùng đã tao gặp được mày. Lần này mà hết đường chạy rồi. Kim Mừng, tao sẽ chính tay trốn tốn mày. Mày là Kim Mừng? Sao cơ? Kha đi. Mày vẫn là bất chấp thủ đoạn gian xảo. Rõ biết không nên lại mà vẫn đánh. Mày tự tìm đường chết. Tao tưởng mày hơn phán như là các phần tử khủng bố khác khi thấy ta chứ. Biết người bị ta trăm trận trăm thắng không thua. Ta đã phân tích tình báo rồi. Chiến tích của mày đáng gờm. Gần như là hoàn thành nhiệm vụ tỷ suất 100%. Gặp mày mà còn sống thì chỉ có 3 người là thánh nữ Satan. Lý Nhất Phi giỏi thế. Mình con tưởng anh ta là quân nhân bình thường. Nhưng mà tao lạ là sau khi mày xuất ngũ đã mồm tấy đi nhiều. Nhưng là vì những cô gái này thì mày đã lui sụp. Mày tướng bọn ta đi cái con đường mày còn lui sau. Khi đầu vô sĩ thì không còn sắc bén, thì không sống được bao lâu. Tên Kỳ Mừng đúng là sức mạnh vô địch thiên hạ, nhưng mà có sợ hở. Năng nửa đơn giản là vấn đề lớn nhất của mày. Tối công bình thường, vậy thì dùng ngậm canh tiếp thôi. Hỉ, đây là vậy của tao có lớp kính quàng lôi động vào đấy, lâu khí đặc biệt, lưỡi đao vô hình chuyên phá phòng ngự đấy. Bây giờ mày biết điểm yếu ớt rồi chưa? Nếu như mày là mày thì tao sẽ bỏ chạy đấy. Sao mày tự tin thế? Sao mày khẳng định là tao đã yếu đi? Mày Lý Nhất Phi còn có một quá khứ nặng nợ. Lý Nhất Phi cố lên, chịu chết đi. Kim Mừng, vì thế này vậy ra công sẽ thay đổi hình dạng tùy theo hoàn cảnh tác chiến. Đối chức kỹ thuật cao chí mạng môn tà đạo à? Lạc hậu đấy đồ ngu ngốc. Đứa tao dạy cho mày một đạo lý bạc quái. Lúc nào cần tránh thì nên tránh. Bài quân chủ để có cơ hội tục nhất tấn công. Nhưng mà nói thì mày nói, người có Bạch Lan mày sao mày mại thế? Coi như là rất lâu không tập luyện vậy. Có hiểu chưa? Kỳ Mừng. Đồ khốn kiếp. Vái sao lại là nữ? Thì đã không lẽ mà là mày con bé gái chơi bóng ở trên thuyền? Cái gì? Nó lên thuyền rồi? Nói tao cái gì đó. Kết quả là bản thân cũng đã kết hôn sinh con. Phụ nữ không thích hợp chiến trường. Mau về sống vui vẻ với chồng đi. Có mồ đi. Đó là ngồi muốn. Mày thì biết cái gì? Chết vài người thì có là gì chứ? Vì quốc gia chết tóm vài tên chị này. Gia đình gì, cuộc sống gì, tinh thần phân chối gì đó thì đều không bằng huỳnh quang của thiên hoàng. Ti tờ không cạn được, nhưng mà chỉ cần giữ được chân là phá được chiêu này của mày. Tên cuộc sát như mày mà cũng xứng với vinh quang sao? Mày không nghĩ nó sẽ cảm nhận như thế nào sao? Mẹ, con gái, cho tiệc, chúng ta chích chùm này nào. Kim Mừng, mày xác định là chích chùm vi tạo mà kia nó sao? Mẹ, là mày sao? Bé gái này không lịa. Mẹ, con rất muốn nghe giọng của mẹ. Mẹ đang ở đâu? Mẹ đừng có làm con sợ. Là một bé gái mụ. Đúng là không ngờ mày hai tay nhuộm đầy máu tươi lại có một đứa con gái xinh đẹp như vậy. Mày có biết khi mày giết người thì có bao nhiêu đứa bé như con gái mày đây đang mong đợi cho mẹ trở về. Chị nội đừng có nói cho nó biết. Chú ơi, chú có thấy mẹ con đâu không? Mẹ con có bộ tóc bạc. Con có chuyện nó muốn nói với mẹ. Vì hôm nay là sinh nhật của con. Mẹ rất bận. Lần nào sinh nhật con mẹ cũng quên. Con lên thuyền thực ra chỉ là muốn cùng qua sinh nhật với mẹ mà thôi. Chứ mày để Kim Mừng yên tâm đi. Mẹ con biết hôm nay là sinh nhật của con. Mẹ con đã chuẩn bị một món quà cho con rất ngạc nhiên đấy. Vâng. Linh Tử, đứa này nhờ em chăm sóc, phụ quận yên tâm. Hả? Em biết trở thành bình thường rồi. Đêm đó em vừa mới biến trở lại. Em quan sát phụ quận xử lý thế nào. Kết quả không hổ danh là người đàn ông của em. Mẹ, có lần này đi xa nhưng chị chăm sóc một thời gian. Mẹ làm xong việc thì nhớ tìm con đấy. Mẹ có lần này đi xa nhưng chị chăm sóc một thời gian. Mẹ làm xong việc thì nhớ tìm con đấy. Cô ta sẽ có kết cục như thế nào? Anh chỉ dẫn cô ta về tổ quốc, nhưng sự phán xét của người dân sau đó thì anh không biết. Kỳ mừng của chúng ta trở nên ấm áp từ khi nào thế? Em đã thay đổi cách nhìn vào anh đấy. Đi rồi, đừng đùa nữa. Anh đừng có đóng kịch nữa chưa? Vào lúc này thì về đối mặt những chuyện tồi tệ đáng sợ thật đấy. Cũng là mặt khác của anh ta. Càng bí mật hoa hạ bảo vệ xuống, các người đã bị bắt. Tôi là Kim Mừng, đã có nhiệm vụ tôi muốn gặp thủ trưởng số 2 của các anh. Xem ra trong nước mày cũng không là gì. Tránh ra nào. Đi ra là lão tiền bối đội trưởng Kim Mừng à. Đây là xác mình, anh lại. Trong hổ đội chiến hồn đầu, anh ta đã không còn là đội trưởng nữa rồi. Bây giờ tôi là lãnh đạo tiêu đội chiến hồn. Đưa cái đó cho tôi rồi cút màu. Cái gì? Trần hổ? Không ngờ hán tưởng như trần hổ cũng bị. Tôi sẽ đi, nhưng mà tôi không giao cái này cho anh được. Đấy là nhiệm vụ của tôi. Có gì? Đây là địa bàn của tôi. Anh dám trái lệnh à thì đội chiến hồn đầu lên bắt anh ta. Kêu bọn tiền bối à, cơ hội khó có, xin chỉ dạy. Hả? Sao? Đội trưởng chiến hùng mà tao biết, đội xung phong hàm trận. Làm gì có đội trưởng đứng sau lưng mọi người như mày vậy? Đồ ngu, con không muốn dìu tao. Nhưng mà đội trưởng, tao cả cùng là giết chết Kim Mừng, tao chịu trách nhiệm. Bọn mày xác định là chống đối tao. Mày đừng sợ. Chia ra vài người đi bắt mấy ai kìa. Lệ Nhập Phì, đợi tao bắt được con hàng của mày thì tao ít rồi là ít trước mặt mày. Lão đại phải làm chuyện bị ổi như đó sao? Con bọn đi, tao là đội trưởng. Thằng con kiếp, tao xếp mày còn dám lỡ tuyết ừ. Đội trưởng đừng có làm thế. Đã động súng thì sẽ khác đấy. Mày dám chỉ súng vào tao thì tao là tiền đội trưởng phi ẩn. Dám nổ súng thì tao sẽ giết mày. Mày đùa đi à? Tao đang cầm súng uy hiếp mày đấy. Tao là người cố già đấy. Đi sao? Dám nổ súng, vậy thì đi chết đi. Nghe lửa tên này trở thành chó dưới nhà. Bộ mày cũng có quýnh quang gì vậy? Tránh ra cho ta. Alo, Tô Lão Gia Tử, tôi đã lấy tình bảo vệ. Khả đấy nhanh hơn ta nghĩ đấy. Nhưng mà đội trưởng chiến hùng cản trở tôi. Hắn nói hắn là người của cổ già, bất đắc dĩ tôi đành phải giết hắn. Cái gì? Ta hiểu rồi, có đưa ta cho người tây đốn. Người nhà họ Cụ, Kỳ Mừng chúng ta lấy cái kết cục này, cuối cùng thì vẫn là chẳng là cái gì. Ai nói Nhất Phi không có gì chứ? Anh lại lần nữa chết chở cho em, là thân chú hộ của em đấy. À, không cần gạch sao đâu. Cậu là Lý Nhất Phi, tôi tạm già người phụ trách Tô Giá ở Tokyo. Cậu là Lý Nhất Phi, đồ đâu. Tôi có một yêu cầu cho tôi biết chân tướng năm xưa, tôi sẽ giao cho ông. Tô gàng, việc này cậu biết điều sao? Quỳ lão già già này nhìn đáng sợ thật. Cho tôi biết sự thật thì tôi sẽ đưa vào cho ông. Thì từ này, rượu mời không uống. Không hổ danh là Kim Mừng, gan già đi. Thảo nào Mộng Hân nhà ta lì xì mời cậu tới như vậy. Đi cho ta đến nơi khác để bàn đi. Nhạc Phi, em về trước, hai người từ từ nói. Đây là tài sản của tù già, rất an toàn. Vào rồng bạc, đúng lúc có người muốn gặp cậu đấy. Gà tối Mộng Hân, xin lỗi Nhạc Phi. Dạ em. Anh không sao chứ? Em đã liên lụy tới anh rồi. Hai người đâu rồi đấy. Thật là bằng việc quan trọng trước. Ban đầu hành tùng của Mộng Hân đã bị tiết lộ, và sau đó thì cậu xuất ngũ để do một số gia tộc đứng sầu tham dự vào. Cái gì? Gia tộc nào? Rất có khả năng đến và gia tộc thề như thị tá Nhật Bản cậu mang về. Thì ta đúng cổ già có tham dự vào lần hành động này. Cổ già tin báo chuyện sao chưa? Cổ già sao? Không chỉ như vậy, cái đám súc sinh cổ già lại bán giá cả cơ mực mới nhất về tàu ngầm của nước Ngô Hồng. Mới mà có Nhất Phi cậu giúp bọn ta giải quyết. Việc này đúng là hành vi bán nước. Vì vậy ta làm sao mà mồi ra được chứng cứ về cổ già và các gia tộc khác. Nhất Phi anh đừng nóng. Thế lực của cổ già rất lớn. Kẻ nào dám giết người của cổ già? Họ là cổ già cổ cờ. Cổ già là hắn với đội trưởng. Bắt hắn lại. Tô gan, dám xem lỗ phu tàn hình à? Tôi già tạm giả. Tôi tiêu thừa xin lỗi. Lúc nãy không thấy hai người. Xin chào. Không xong rồi. Sao họ lại ở đây? Ngươi là bảo tiêu của cổ Á Đồng. Ti tiến vào đi bạn tôi già bắt người sao? Ta làm giả lại là hiểu lầm. Hiểu lầm à? Vậy xem ra là chúng ta đã sai. Cứ đến bắt ta đi nè. Ta đến cổ già để xem cổ già giải thích hiểu lầm làm sao. Ôi tiểu nhân không dám. Không xong rồi. Cô ta là cháu gái của tù trưởng. Mình vì gì cách nếu không cuộc đời mình đến đây là hết. Hắn là người thường. Tôi đến bắt cái tên này. Hắn giết đội trưởng Chiến Hùng. Giết người thì đền mạng tất cả lên. Đội Chiến Hùng không phải là đội tình anh sao? Đội trưởng bọn mày sao lại bị người thường giết? Chắc là nó dùng thủ đoạn bị ổi. Chắc là dùng súng. Ý cậu nói là vì hồn phụ của Tô Mộng Hân là tiếng nhóm bị ổi sao? Cái gì? Mộng Hân là chế chở cho mình à? Sao mày? Cái đám khốn kiếp bọn mày. Không được động. Bỏ vũ khí xuống. Nè đây đã. Bọn mày làm gì ở đây? Mày dám cối động vào em gái tao sao? Tôi gì à? Đội mạnh hổ, đội đặc chiến thứ chính. Mày lại dám động vào lão đại cũ vì đội Phi Ẩn. Ngân Ân Đặng Minh Nhọa, tiểu đội Phi Ẩn, đối chiến thứ nhất. Hả? Mày muốn làm gì? Một đám lính mới mà đã dám hung hết rồi. Đội Phi Ẩn bắt ly chúng. Lên bỏ quân xuống. Bọn em chỉ làm theo lệnh. Bọn mày cố giáo bọn tao chỉ không bỏ qua đâu. Xôm xí. Bây giờ cứ giao hắn cho mình. Mình đã ngứa mắt hắn cố giáo từ lâu rồi. Là tôi giúp dạy dỗ bọn bất kính lão đại này nhé. Xin lỗi lão đại, em đến muộn, yên tâm đi. Chúng ta không uy hiếp được anh đâu. Phiền cậu rồi Minh Nhọa. Yên tâm đi em rợ à. Ở đây cứ giao cho anh vợ xử lý. Lão Tô lại đòi hơn gia dơ à? Đây là sự thật bất mãn hay sao? Sự thật thì chúng ta ra người đến ai thắng thì là đại ca. Nè hai thằng con mồm ổn chết đi được. Rõ rồi. Nhất Phi đại ca tôi. Già Tô Mộng Hận, Tô Lão Gia Tử muốn gặp cậu. Chào cơ. Cuối cùng thì đã gặp Tô Lão Gia Tử đáng sợ trong truyền thuyết. Lão đại phải cẩn thận nha nhà. Lão Gia Tử ông ta đáng sợ lắm đó. Tô Lão Gia Tử là người như thế nào? Tôi chỉ gọi điện thoại với ông ta có một lần. Đây cả. Ta ngồi được cái ghế nhân vật lãnh đạo quốc gia Tô Lão Gia Chủ. Cậu để xem đi. Khi cậu gặp thì cậu cảm giác không có bí mật gì. Về già có vẻ như không vừa ý với chúng ta lắm. Mộng Hân, chúng ta có quan hệ không bình thường gì chứ? Thường đi cả, em đã dẫn Kim Mừng tới. Vào đi. Chào tôi Lão Gia Tử, tôi là Lý Nhất Phi. Cậu tính giỏi đi Kim Mừng. Chào cơ. Tôi điều ra cậu sau khi giấc ngủ, cậu luôn có hoạt động đến bài phần từ khủng bố, thu hút sự chú ý của cháu gái tôi. Tận dụng công tác tình báo này để trở về kinh. Sáng tiền thì gọi lên mâu thuẫn của giữa Tô già và Cổ già. Lợi dụng Tô gia đã sản sinh ra ân oán với Cổ già. Sáng tiền cho thấy năng lực kiểm soát của đội Kim Mừng của cậu. Đúng là một kế hoạch đá bóng chìm. Cái gì Nhật Phi đã tính toán đến bước này không? Đều là âm mưu của cậu đúng chứ? Tôi nói không sai hả? Phải, lão này nói gì trời? Sao câu nào câu nấy mình cũng không hiểu gì trời? Sao ông biết? Đó cái gì nữa. Phạm là âm mưu gì thì cũng có dấu vết. Cậu rất cẩn thận nhưng mà không qua mắt địch tôi đâu. Không hổ danh là Tô Lão Gia Tử. Lời hại không ngờ bị ông đụng trúng rồi. Ôi trời, mình đang nói cái quái gì vậy? Không ngu ngốc lắm. Vậy thì cậu có tư cách đến nói chuyện với tôi đi. Vậy cậu Thái Huyết Ân đi. Là vì lý do gì? Không lẽ là Thái Huyết Ân đi à? Ông biết tại sao à? Mình đang nói cái quái gì tên này? Huyết Ân nó là tự chạy thoát mà. Không lẽ là vì cái đó? Đúng, là vì cái đó. Hả? Mà cái đó là gì ta nhỉ? Sau đó thì tiến hành bữa tiếp theo. Đúng vậy. Ui, lại tiếp cái gì nữa đây? Tên Lý Nhất Phi này không đơn giản. Đã nghĩ xa xôi đến thế sau. Tiệt lắm. Vậy mới thiếu gì chứ? Vậy mới có tư cách để theo đuổi Mộng Hân nhà ta. Ui, ghét quá. Ông nói cái gì ta chưa? Hả? Càng nghe càng lá luôn rồi nha. Tới được rồi. Tìm cậu đấy không phải là tàn dậu. Cậu có biết là muốn biết sự thật năm xưa. Tôi có nhiệm vụ giao cho cậu. Sáng tiên điều tra chuyện cũ. Nhiệm vụ. Tôi có tin tình báo cô già có vẻ hành động rồi. Lần này họ đi châu Âu. Cậu thớ là làm gì thì tôi hy vọng cậu đi điều tra một chuyện. Nghỉ ngơi vài tuần đi châu Âu giải khuây nào. Mấy người làm gì thế? Tránh ra buông tôi ra. Ấy chà chà, không ngờ hơi nơi hoang vắng như thế này cũng có người đẹp à? Đi vào chơi với anh đi nào. Cô á đồng người của cổ già. Tránh ra nếu không tôi bắt cảnh sát đi. Em gái vùng quê mới lên cái cảm giác lạ nhà. Anh mới là nhà quê, các anh, nhà anh đều là nhà quê. Hồn giật lấy là dám làm nhục cổ gia bộ tao. Mấy cái biết cổ gia là đừng có nói những điều đó. Bọn anh là từ kinh đô tới, sắp chuyến đi châu Âu, nghỉ ở đây vài ngày. Thế này đi, trước tiên cơ cổ các em đi chơi với bọn anh 2 ngày ha. Ây da, cho ít là 1 triệu 1 ngày đi nhờ. Vậy mới là tao thích. Cút đi, đừng có chăm vào em ấy. Nhớ Phi kìa kìa. Hả? Mày từ đâu xuất hiện thế? Nè đi. Tao muốn một trận của nó. Rõ. Thế nào? 1 triệu đi một vài ngày với anh chưa? Úi. Hả? Thế nào? Lâu như thế mà vẫn chưa xong sao? Hả? Ây da. Vậy mày đã chuẩn bị ăn đòn chưa? Nói cho tao. Cái gì? Wow, Nhất Phi ca ca dồi quá. Yêu vào y, hai em qua đây. Ui, mấy đứa có qua đây gì? Chuyện gì thế? Anh cho hai em một cơ hội đập nó. Ui, sao thật chưa? Y à, em không lên sao? Thôi vậy. Giống trâu gói nè, lần này nó đồn nè. Ui, máu dừng tay. Lần sau trâu gái tiếp đi nha. Bọn mày hãy đợi đấy. Em gái này đúng là có khuynh hướng bạo lực hả? Em cũng muốn ăn. Được rồi, anh về công ty báo cáo về nhà rồi. Nhớ Phi kìa kìa, anh đi công tác đó về thì em đi chợ trưa về ăn cơm nhé. Em học được nhiều món ngon, tôi chỉ mong hơn làm đấy. Bỏ đi, dẫu sao thì cũng là tâm lý của các em ấy. Mình có ăn thôi thì giờ đi gặp dần dần. Tô nhà họ Dường. Nói lại thì dần dần có từ những tình cảm của mình. Đúng là không ngờ nữ chủ tịch xinh đẹp của chúng ta lại thế. Mình và đã tạo ấn từ trẻ mấy. Dần dần yêu dấu, bạn trai suối ca của em về rồi đây. Cả ông đâu là hàng bỏ đi. Thành tích đi xuống như thế cũng dám đưa ra. tất cả rất ngồi mù. Vâng, anh qua đi cho em. Hả? Quỳnh Đệ cố lên nha. Nói cho chắc rồi. Dần anh về rồi đi. Đúng lúc em có nhiệm vụ giao cho anh. Em gái em San San lại lâm loạn nữa rồi. Tối hôm qua tại nhà Nhất Phi. Sao San San cũng tới u? Bảo anh với San San đi. Không phải nói là cùng đi sao chứ? Vấn đề của anh ra ngồi nước ngoài đi. Đúng gì gần đây tập đoàn đang phát triển. Em không rảnh đưa nó đi chơi. Chỉ còn cách nhờ anh thôi. Nhưng mà vấn đề gần đây anh phải đi nước ngoài. Vậy thì tốt, sang tiền dọn nó đi chơi để khỏi ở nhà phiền em. Xem ra không trốn được rồi. Hy vọng là y làm sushi không quá khó ăn. Mở cửa. Không ổn rồi. Y Hiếu Giao, người đâu rồi? Xem ra con chưa đi xa. Không lẽ là bọn họ lúc nãy tìm được rồi. Có trách thì trách bọn mày đã tội vi thiếu già. Ta giúp tôi ra. Đã tội cô già kết cục rồi thảm. Nói thật, tiếc là không gặp cái tình khốn đã đánh thiếu già. Đại ca cố cưa ra tay thì đến chục tên đã chết cái chục tên rồi. Nhất Phi cà cà chỉ hai gục mấy người cho mà xem. Mày nói Nhất Phi à? Chắc chắn là trùng hợp mà. Tên Lý Nhất Phi sao lại ở thành phố nhỏ này được chứ? Bọn mày có biết trên này ta đã gặp một kẻ địch tên là Lý Nhất Phi. Để hồi giờ thử. Kết quả là bọn mày có biết kết quả nó thế nào không? Tao đã hạ nó lục đồ treo nó trên cây đi. Chắc chắn là vậy rồi. Cưa cà cà ra tay mà. Đương nhiên cái lỗi tiểu năng như thế thì sao là đối thủ của tao chứ? Hả? Tình khốn đó giống cản đường của cố già chúng ta. Mày là ai gì? Hả? Kim Mừng. Đừng hoảng. Nè, mau ra giúp. Đến ngày cơ ca. Trước đi tầm già để đó mày hào hiếp, bây giờ thì khác rồi. Bọn tao đều là hào thủ của già 3-1. Mày chống nổi sao hả Kim Mừng?